Cứ vào dịp giáp Tết thì tập thể cán bộ nhân viên và người lao động công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa lại bận rộn với một khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Họ phải vất vả hơn để giữ cho phố phường luôn sáng xanh sạch đẹp. Những ngày này, xí nghiệp công viên cây xanh 1 thuộc công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa phải huy động tối đa phương tiện thiết bị và nhân lực làm việc liên tục trong ngày để chỉnh trang, chăm sóc, cắt tỉa hệ thống cây cảnh, bồn hoa thảm cỏ, đảm bảo vệ sinh môi trường, thiết kế và thi công các biểu tượng, trang trí cổ động ở quảng trường Nam Sơn và các khuôn viên công viên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa theo kế hoạch được công ty giao. Khi mà tăng khối lượng công việc thì chúng tôi phải tăng cường công nhân cũng như là người lao động là coi như là làm việc phải tăng ca cộng với như là nỗ lực các cái mảng mà đã được giao và trực tiếp là phải có cán bộ chỉ đạo xuống để giám sát để làm sao mà các cái khối lượng công việc khi mà tăng lên chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đã trở thành thông lệ, càng những ngày giáp Tết, khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố càng nhiều. Bởi vậy công ty đã chỉ đạo đơn vị vệ sinh môi trường khi nào thu gom hết rác thải và đưa đến khu tập kết và xử lý rác thải thì khi đó mới hết việc. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đô thị và hệ thống đèn trang trí nghệ thuật đã được công ty ra soát, kiểm tra thay thế, lắp đặt bổ sung nhất là ở các khu vực, địa điểm vui chơi, giải trí lớn của thành phố như Quảng trường Lam Sơn, Công viên Hội An và các công viên, khuôn viên công cộng để chào đón năm mới giáp thìn 2024 đối với người lao động thì năm nay công ty cũng đã có cái chính sách lo tiền thưởng cho công nhân vào dịp tết và lo tiền để cho công nhân được lấy sớm tiền lương và cái đối với lực lượng mà phục vụ trong những đêm giao thừa và giờ cao điểm thì công ty sẽ có cái chế độ chính sách tiền làm thêm giờ và có cái tiền ăn ca riêng và tiền thưởng riêng cho cái bộ phận trực chiến đêm giao thừa và phục vụ trong những ngày tết nguyên đán không quản khó khăn vất vả nắng mưa cán bộ, nhân viên và người lao động công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa đang cần mẫn, lặng lẽ làm việc với tinh thần khẩn trương để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì một thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp, tô điểm cho mùa xuân mới thêm rực rỡ.